chuông vàng vọng cổ truyền hình. Cuộc thi tuyển chọn giọng ca vàng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh sẽ tranh giải chuông vàng 2007. Hãy tham gia bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này. Ước mơ tôi hằng ấp ủ nay đã thành hiện thực. Thế giới quanh tôi vẫn còn bao điều kỳ diệu, và tôi luôn tìm thấy đam mê trong những khám phá mỗi ngày. Người ta tìm kiếm tương lai qua những vì sao, còn tôi nhìn thấy tương lai ngay trong tay mình. Kết nối Wi-Fi, đồng bộ với máy tính, ghi hình và chia sẻ hình ảnh. Tôi chọn tất cả. Tôi là Nokia N-Series. Siêu thị may mắn, yeah. Siêu thị may mắn. Khán giả của màn ảnh nhỏ, quý vị khán giả thân mến, có cách nào mà để ngồi ở nhà mà vẫn cập nhật được giá cả của các hàng hóa cũng như những sản phẩm mới đang có trên thị trường? Có một cách, đó là hãy cùng đến với siêu thị may mắn. Đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Chương trình siêu thị may mắn do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Emco, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Khi tham gia chương trình, người chơi có cơ hội để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Giải đặc biệt của chương trình là một máy lạnh tráp tường Alaska công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, thiết kế trang nhã, lốc máy siêu bền, tiết kiệm điện năng. Sản phẩm do siêu thị điện máy Hòa Bình 42 Võ Văn Tần, quận 3 cung cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón 10 người chơi của chương trình siêu thị may mắn. Và trong những người chơi của chương trình siêu thị may mắn xuất hiện một gương mặt rất đặc biệt, đó chính là nam ca sĩ Nguyên Vũ. Xin chào cả 10 thí sinh của siêu thị may mắn. Và bây giờ thì xin mời 10 thí sinh cùng bước xuống tham quan siêu thị của chúng tôi. Xin mời mọi người hãy lựa chọn những sản phẩm mà chúng ta yêu thích. Đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho các bạn. Các bạn có thể chọn lựa rất nhiều những hàng hóa của siêu thị. Hãy cùng xem đi nào. Các thí sinh của chúng ta đã lựa chọn được những sản phẩm cho riêng mình. Và bây giờ thì xin mời tất cả các thí sinh chúng ta cùng ngồi xuống những bộ bàn ghế rất dễ thương mà siêu thị Nội thất Phố Sinh, thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam cung cấp cho chương trình. Xin mời mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi đầu tiên. Sẽ có 3 thí sinh cùng tham gia ở vòng thi này. Họ đang có những sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi lên màn hình. Thí sinh đầu tiên xin được chúc mừng. Thí sinh có sản phẩm của thực phẩm Tuyền Ký. Thí sinh thứ hai sẽ góp mặt ở phần thi này là ai đây? Đó là thí sinh có sản phẩm kem xóa nếp nhăn Emco của dược phẩm Thiên Khánh. Và thí sinh thứ ba sẽ cùng đi siêu thị là ai nào? Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm của nệm Vạn Thành. Xin mời 3 thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với 3 thí sinh ở vòng thi này. Xin mời các thí sinh hãy giới thiệu về mình.
Tôi tên Nguyễn Thị Kim Mai, đến từ công ty bảo hiểm Daiichi Life của Nhật Bản. Hôm nay tôi rất vui đến cái cuộc chơi của siêu thị may mắn này. Và tôi rất mong khán giả sẽ ủng hộ cho tôi và hai bạn cùng chơi. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với thí sinh thứ hai. Xin mời. Lời đầu tiên xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Vũ Thị Thu Hà, hiện ở Cần Thơ lên đây chơi. Và những ngày dịp hè tôi có đưa con tôi lên đây chơi và đăng ký và đã được tham dự cuộc chơi này. Tôi rất vui và xin quý vị khán giả ủng hộ cho tôi và các bạn cùng chơi. Và bây giờ thì xin mời thí sinh thứ ba. Tôi tên Hoàng Mỹ Phượng, tôi đến từ nhà công ty Unipresident Việt Nam. Tôi hiện là nhân viên văn phòng. Hôm nay rất vui được tham gia chương trình siêu thị may mắn. Xin khán giả cổ vũ cho tôi và hai bạn cùng chơi. Chúng ta cùng nhau làm quen với ba thí sinh. Và bây giờ thì cả ba thí sinh sẽ cùng bước vào vòng thi có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Trong vòng thi này, ba thí sinh sẽ được ban tổ chức tặng trước mỗi người 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn hãy dùng số tiền này để mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Mua làm sao trong đúng phạm vi cho phép là 1 triệu đồng và chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi này, các bạn sẽ được nhận nguyên xe quà và giữ nguyên số điểm. Nếu vượt ngoài phạm vi cho phép thì các bạn sẽ bị trừ mất một nửa số điểm và dĩ nhiên sẽ không nhận được xe quà. Hàng hóa của chúng tôi rất phong phú. Chính vì vậy các bạn sẽ phải mua trong vòng 2 phút và trên cả 3 kệ của siêu thị. Nếu ai có mức sai số thấp nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ thì chúng ta hãy thử xem siêu thị may mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Xin mời. Gối Vạn Thành, sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún. Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Xưởng hấp xi bóng Kim Hằng, được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt tốt, kiểu dáng hiện đại, tay nắm mới lạ, sản phẩm 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Tidol gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam, viêm họng, với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Các sản phẩm bếp nướng và bếp ga du lịch Namilus được sản xuất bằng những nguyên liệu cao cấp, áp dụng kỹ thuật hiện đại đảm bảo an toàn, kiểu dáng bền đẹp, tiện lợi sử dụng trong gia đình lẫn khi đi du lịch. Gel tạo nếp tóc Taft với công thức cải tiến giúp ngăn ngừa gầu, tái tạo sức sống và tăng độ khỏe cho tóc, tạo kiểu tóc cứng, giữ nếp tóc hoàn hảo suốt cả ngày và trong mọi thời tiết. Sản phẩm do công ty Henken Việt Nam phân phối. Chúng ta đã thấy hàng hóa trong siêu thị may mắn thật phong phú đúng không nào? Bây giờ thì xin mời cả ba thí sinh cùng với sự hỗ trợ của tất cả quý vị khán giả hãy cùng bước vào siêu thị để mua sắm. Xin mời. Chị lấy một chiếc bóng và cho vào giỏ xe của mình. Bạn cũng muốn lấy một chiếc bóng, rồi xin mời. Khi lấy đầy giỏ của mình thì hãy cho vào xe ngay và để giỏ không tiếp tục xách đi mua hàng. Giỏ của chị, xe của chị đâu? Chị muốn lấy gối một chiếc, hai chiếc. Chị lấy thêm một chiếc bóng, rồi tôi sẽ hỗ trợ chị. Rồi hãy mua sắm tiếp nào. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi và các thí sinh hãy nhanh chóng mua thật nhiều hàng hóa cho mình đúng trong phạm vi 1 triệu đồng. Thời gian sắp hết rồi. Nhanh lên nào. Lên kiểm tra lại thật kỹ. Như vậy thời gian đã hết. Và bây giờ là phần tính tiền cho chị Kim Mai. Nhờ chiếc máy tính tiền điện tử mà công ty Lý Phú Vinh cung cấp cho chương trình thì chúng ta sẽ tính tiền rất nhanh. Trước tiên là một chiếc chảo Quantum của Kim Hằng 185.000 đồng. Một lon nước trái cây Aduta 5.000 đồng. Một chiếc võng Trường Thọ 416.000 đồng. Và một cặp gối Vạn Thành 209.000 một chiếc. Và tổng số tiền mà chị Kim Mai là 1.024.000. Xin chúc mừng chị. Và bây giờ sẽ là phần tính tiền cho chị Thu Hà. Chị đã mua 4 thùng mì Vi Ngon 45.000 đồng một thùng. Một gà men Kim Hằng 95.000 đồng. Một bánh Thunder Pie của Phạm Nguyên 20.000 đồng. Một nồi lẩu của Kim Hằng 110.000 đồng. Một keo vuốt tóc Taft 32.000 đồng. Một bếp ga siêu nhỏ của Namilus
139.000 đồng, một chiếc chảo của Kim Hằng 154.000 đồng và một chiếc võng Trường Thọ 416.000 đồng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem số tiền mà chị đã dùng là 1.011.000. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho chị Mỹ Phượng. Chị đã mua một chiếc gối Vạn Thành 209.000 đồng, hai hộp keo vuốt tóc Tác 32.000 đồng một hộp, hai lẩu Thái, lẩu Fisco, lẩu Thứ Thiệt 29.200, một nồi lẩu 110.000 đồng, một rổ inox 110.000 đồng và một chiếc chảo 110.000 đồng, một thùng mì Vi Ngon 45.000 đồng và một chiếc võng xếp Trường Thọ 416.000 đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem số tiền của chị nhé. Hồi hộp không? Hai thí sinh vừa rồi đã nhận được hai xe quà. Còn chị thì sao nhỉ? Chị có nghĩ rằng xe quà này sẽ thuộc về chị không? Chị cũng tin rằng chị sẽ nhận được đúng không? Và tổng số tiền là 1.122.400 đồng. Như vậy là đã quá với mức quy định rồi và chị chưa nhận được xe quà này. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã sử dụng những số tiền như sau. Bạn Mỹ Phượng sử dụng hết 1.128.400 đồng. Thì Kim Mai sử dụng hết 1.024.000 đồng. Và chị Thu Hà sử dụng hết 1.011.000 đồng. Như vậy, chị Thu Hà là người có mức sai số thấp nhất và sẽ bước vào vòng thao của chương trình. Xin được chúc mừng chị Thu Hà. Chị Kim Mai và chị Mỹ Phượng sẽ nhận được phần quà với số điểm tương ứng. Chị Mỹ Phượng nhận được giải thưởng là 500.000 đồng. Chị Kim Mai nhận được giải thưởng là 1.000.000 đồng cùng với một xe quà. Và cả hai thí sinh còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, lúc này Quốc Bình đang đứng ở một nơi được coi như là trung tâm bán buôn tất cả các loại tân dược ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc trước thì trung tâm này được đặt tại trung tâm thương mại quận 10 ở đường Lý Thường Kiệt, nhưng bây giờ đã được rời về một vị trí mới và lát nữa tôi sẽ đưa ra câu hỏi dành cho quý vị đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Cứ mỗi khi tới rằm Trung Thu thì ở khu vực đường Hải Thượng Lạn Ông sẽ lấp lánh rất nhiều sắc màu của đèn lồng. Đèn lồng được treo ở ngoài đường, được treo trong các nhà bày bán và khi tối xuống thì tất cả những ngọn đèn lồng được thắp sáng rất là đẹp. Và đây chính là đáp án trong câu hỏi của tuần vừa rồi, đường Hải Thượng Lạn Ông. Trong tuần qua đã có 4.291 khán giả gọi về để tham gia chương trình, trong đó có tới 3.523 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác. Với cuộc gọi vào lúc 20h47 phút ngày 16 tháng 9 và đưa ra con số dự đoán gần chính xác nhất, chỉ sai một đơn vị là 3.524, đã giúp cho chủ nhân của số điện thoại 0937 989287 đã trở thành người chiến thắng và sở hữu giải thưởng của chương trình là 2.000.000 đồng tiền mặt cộng với một bộ sản phẩm Emco kem sáng nếp nhăn. Và chưa hết đâu, vì khán giả này sẽ còn trở thành thí sinh của chương trình siêu thị may mắn nữa. Thật hấp dẫn đúng không nào? Còn quý vị thì sao nhỉ? Quý vị có nuối tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội không? Không có gì hết, bởi vì chúng ta sẽ có cơ hội tiếp theo đây. Bởi vì ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi dành cho quý vị. Như lúc nãy tôi đã nói, vậy thì quý vị hãy cho biết hiện nay nơi được coi là trung tâm bán sỉ các loại thuốc tân dược của thành phố Hồ Chí Minh được đặt ở con đường nào? Sau đây có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là đường Tô Hiến Thành, đáp án số 2 là đường Sư Vạn Hạnh và đáp án thứ 3 là đường Nguyễn Tri Phương. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Thật đơn giản phải không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình và sẽ có hai thí sinh cùng tham gia vòng thi này. Họ đang có những sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm của siêu thị nội thất Phố Sinh. Và thí sinh thứ hai sẽ cùng dự thi.
Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm sữa dinh dưỡng Classmate. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình. Có hai thí sinh mới sẽ tham gia ở phần thi này. Chúng ta hãy cùng làm quen với họ. Người đầu tiên, một gương mặt rất quen thuộc với mọi người, đó là ca sĩ Nguyên Vũ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Lần đầu tiên Nguyên Vũ sang tham gia một game show như là Siêu Thị May Mắn này thì cũng rất là vui. Và đặc biệt hơn nữa là cùng thi với lại khán giả, những người luôn luôn dành cho tất cả các nghệ sĩ những tình cảm thật là thân thương. Và từ đó giờ thì không có đi chợ bao giờ cả. Hôm nay thì thử xem là mình đi chợ như thế nào và đoán những đồ vật như thế nào hả? Vâng, vậy là công việc quá bận rộn với rất nhiều, làm MC, đóng phim, làm ca sĩ nữa. Thành ra không có thời gian để đi chợ giao phó hết cho gia đình đúng không? Đúng vậy. Và bây giờ sẽ là một khó khăn dành cho anh đấy. Anh hãy cố gắng vượt qua nhé. Sẽ cố. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với thí sinh thứ hai. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình tên là Duy Thịnh, hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm. Mình rất vui khi được đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả các bạn. Bây giờ thì cả ba thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chiếc hộp bí mật ở phía bên dưới kia trong vòng thi có tên gọi Ai Đoán Tài Thế. 5 chiếc hộp giống hệt nhau, ở bên trong là những sản phẩm gì tôi cũng chưa được biết, mà tôi chỉ có những thông tin gợi ý mà thôi. Tôi sẽ cung cấp những thông tin này và các bạn hãy bấm chuông để giành quyền trả lời. Mỗi chiếc hộp sẽ có 3 thông tin. Nếu các bạn trả lời ở thông tin thứ nhất, các bạn sẽ có 200 điểm. Ở thông tin thứ hai sẽ có 150 điểm. Và ở thông tin thứ ba sẽ có 100 điểm. Trong trường hợp nếu các bạn bấm chuông giành quyền trả lời mà trả lời không chính xác thì các bạn sẽ bị mất quyền ưu tiên trả lời cho những thông tin tiếp theo. Và những thông tin đầu tiên bao giờ cũng là những thông tin rất chung chung. Chính vì vậy rất khó để dự đoán. Nếu như các bạn chưa khẳng định thì chúng ta hãy bình tĩnh đợi đến những thông tin rõ ràng hơn. Và tôi xin bật mí rằng những sản phẩm nằm trong 5 chiếc hộp này là những sản phẩm có trong Siêu Thị May Mắn. Vì vậy chúng ta hãy có thêm cơ sở để dự đoán. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá chiếc hộp đầu tiên. Thông tin gợi ý như sau. Sản phẩm mang nguồn năng lượng thiên nhiên đến cho sức khỏe của bạn. Sản phẩm gì mà mang nguồn năng lượng thiên nhiên đến cho sức khỏe của bạn? Được chiếu trên màn hình. Đằng sau mỗi hình ảnh sẽ có những sản phẩm. Chúng ta hãy nhớ và dùng trí liên tưởng của mình để nhớ hình ảnh phía trước và sản phẩm ở phía sau mỗi tấm hình. Khi chúng ta bấm chuông trả lời, ai có câu trả lời đúng sẽ giành được 100 điểm. Nếu như bấm chuông trả lời mà trả lời sai, những thí sinh khác hãy nhanh chóng bấm chuông để giành quyền trả lời cho mình. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi lên màn hình. Đầu tiên là hình ảnh của chiếc cốc màu đỏ. Đằng sau là bánh kẹo Phạm Nguyên Thunder Pie cũng màu đỏ. Đằng sau hai hũ tiêu và hũ muối kia là sản phẩm của công ty Lý Phú Vinh. Đằng sau chiếc lò vi ba là sản phẩm gì nhỉ? Đó là sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Đằng sau chiếc tủ lạnh sẽ là sản phẩm gì? Đằng sau chiếc tủ lạnh là sản phẩm nệm Vạn Thành. Đằng sau chiếc ấm kia sẽ là sản phẩm gì? Đằng sau chiếc ấm đun nước là sản phẩm kềm nghĩa. Đằng sau chiếc nĩa và chiếc muỗng sẽ là sản phẩm gì nào? Đó là sản phẩm Tidon. Đằng sau chiếc lò hấp bánh mì sẽ là sản phẩm gì đây? Sản phẩm của dược phẩm Khang Minh. Còn đằng sau chiếc máy đánh trứng là sản phẩm Tường An. Và bây giờ đằng sau chiếc máy xay sinh tố là sản phẩm Emco kem xóa nếp nhăn của dược phẩm Thiên Khánh. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ. Bây giờ thì những hình ảnh này sẽ được đảo vị trí và chúng ta sẽ nhớ lại để kể tên cho thật chính xác. Đằng sau chiếc tủ lạnh kia sẽ là sản phẩm gì nào? Xin mời chị Thùy Dung. Dạ, là gối Vạn Thành. Gối Vạn Thành. Chúng ta hãy xem thử đúng hay không. Gối Vạn Thành, xin chúc mừng. Gối ngủ cao su thiên nhiên Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em. Như vậy là chị đã có câu trả lời chính xác và chị có 100 điểm. Bây giờ đằng sau ấm nước là gì đây? Xin mời Nguyên Vũ. Đằng sau ấm nước là kèm nghĩa. Kèm nghĩa? Sao chị lại nhắc vậy? Đang thi mà nhắc cho đối thủ là sao? Như vậy chúng ta hãy cùng khám phá đằng sau chiếc ấm kia. Chính xác, xin chúc mừng.
Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Xin được chúc mừng anh đã ghi thêm 100 điểm. Và bây giờ, đằng sau chiếc lò nướng bánh mì là gì nào? Có ai nhớ hay không? Đằng sau lò nướng bánh mì là sản phẩm gì? Hãy nhớ lại, dùng trí liên tưởng của mình. Xin mời anh Nguyên Vũ đã có tín hiệu trả lời trước khi thời gian kết thúc. Dược Khang Minh. Dược phẩm Khang Minh. Chúng ta hãy xem thử có đúng hay không nào. Dược phẩm Khang Minh xin chúc mừng. Khang Minh tỷ viêm nang, thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Sản xuất hoàn toàn từ dược thảo, hiệu quả điều trị cao, không gây buồn ngủ. Sản phẩm đoạt huy chương vàng và danh hiệu dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống tại hội chợ Y Dược Phương Đông và Quốc tế năm 2007 do công ty dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Còn bây giờ thì sản phẩm gì ở đằng sau chiếc máy đánh trứng? Và xin mời chị Hằng. Máy đánh trứng là sản phẩm dầu ăn Tường An. Dầu ăn Tường An, xem có đúng hay không nhỉ? Xin chúc mừng. Dầu ăn cao cấp Omax Tường An được phối trộn theo công thức độc đáo từ các loại dầu nành, dầu phộng, dầu ô liu cao cấp và dầu hạt cải. Thành phần dinh dưỡng cao với nhiều axit béo thiết yếu không no và lưu giữ được tối đa lượng vitamin vốn có trong dầu thực vật. Như vậy là chị Hằng đã ghi được 100 điểm. Bây giờ là hình ảnh của chiếc lò vi ba. Xin mời chị Hằng. Sau lò vi ba là sản phẩm nhôm kim hằng. Nhôm kim hằng, chúng ta hãy cùng khám phá. Xin chúc mừng. Nhôm kim hằng, sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà. Chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm đa dạng, là người bạn thân thiết của người nội trợ. 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Bây giờ thì chúng ta cùng khám phá hình ảnh của chiếc máy xay sinh tố. Xin mời Nguyên Vũ. Nhà tài trợ là chính là em cô, Nguyên Vũ nghĩ vậy. Nhà tài trợ chính là em cô. Đó là em cô. Đúng vậy. Và hãy cùng khám phá xem nào. Chính xác, xin được chúc mừng. Em cô, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mi mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất kết từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá hình ảnh đằng sau hũ muối và hũ tiêu là gì đây? Xin mời chị Dung. Dạ, máy tính Lý Phú Vinh. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh. Hãy xem thử có đúng hay không. Chính xác, xin chúc mừng. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh, hiệu Uniwell, loại dành cho mô hình cửa hàng, có thể lưu trữ 2026 mặt hàng. Loại dành cho mô hình nhà hàng, có thể lưu trữ 780 mặt hàng. Báo cáo chi tiết rõ ràng, giúp việc quản lý dễ dàng hơn. Và bây giờ sẽ là hình ảnh đằng sau chiếc cốc màu đỏ. Xin mời chị Hằng. Là bánh của Phạm Nguyên. Bánh kẹo Phan Phạm Nguyên, Panopai. Chúng ta hãy cùng xem thử xem. Xin chúc mừng. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Panopai được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Và bây giờ còn một hình ảnh cuối cùng là hình ảnh của chiếc muỗng và chiếc đĩa. Xin mời Nguyên Vũ. Tidon. Tidon. Chúng ta hãy thử xem có phải Tidon hay không nào. Xin chúc mừng. Tidon gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam, viêm họng, với hương vị trái đào giúp cho các bé dễ dàng uống thuốc. Xin được chúc mừng anh đã ghi thêm 100 điểm. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã được cùng nhau khám phá tất cả những hình ảnh trong chương trình siêu thị may mắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố điểm cho các thí sinh. Chị Dung đã ghi được cho mình là 700 điểm. Chị Hằng đã ghi được cho mình số điểm là 800 điểm. Và ca sĩ Nguyên Vũ đã ghi được số điểm là 900 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta theo đuổi sát nút nhau và chỉ hơn 100 điểm thôi. Ca sĩ Nguyên Vũ đã giành chiến thắng và là người bước vào vòng đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn. Xin chúc mừng. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được giải thưởng như sau. Chị Dung có số tiền thưởng tương ứng là 700.000 đồng và chị Hằng có giải thưởng là 800.000 đồng. Và hai thí sinh còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin được chúc mừng.
Ê, quý vị khán giả thân mến, không phải Quốc Bình đang bôi kem em cô đâu nhá, tại Quốc Bình ngứa mắt và Quốc Bình gãi đấy. Còn đây là hộp kem em cô vẫn còn nguyên nắp mà. Không phải Quốc Bình làm điệu đâu đúng không? Quốc Bình đang xem giải thưởng dành cho quý vị đấy. Ngay bây giờ thì quý vị hãy nhanh chóng gọi về cho chương trình để trả lời câu hỏi của chương trình. Và tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa đây. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, một nơi được coi là trung tâm bán sỉ các loại tân dược ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây nằm ở đường Lý Thường Kiệt, nay đã được chuyển về con đường nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là đường Tô Hiến Thành, đáp án số 2 là đường Sư Vận Hạnh và đáp án thứ 3 là đường Nguyễn Tri Phương. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ 2 nữa. Có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Câu hỏi thật đơn giản phải không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình nhé. Và giải thưởng rất hấp dẫn đấy. Giải thưởng dành cho người chiến thắng là 2 triệu đồng tiền mặt và một hộp kem xóa nếp nhăn Emco của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và chưa hết đâu, người chơi sẽ còn trở thành thí sinh của chương trình siêu thị may mắn nữa. Thật hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Và nếu như quý vị muốn biết những thông tin chi tiết về chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web www.cattiensa.com để theo dõi nhé. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau dành những tràng tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người đã có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình, đó là ca sĩ Nguyễn Vũ. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn.